Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây mình có nhận được chiếc máy là iPhone 6 Plus, tình trạng là của máy của khách nhé. Và tình trạng bị bể màn hình. Và hôm nay thì mình sẽ làm clip cũng như là phục hồi lại chiếc iPhone 6 Plus này và thay thế màn hình này. Cái này máy của khách nhé. Và mình cũng quên rồi không hỏi mật khẩu, mình vừa mới nhận hôm nay mình quên mình không nhập mật khẩu. Ốc thì mình không thấy là có luôn. Không hiểu. Tình trạng là khách là bảo là tự dưng bị, nhưng mà cái nguyên nhân này thì chỉ có tì đè và bị, thì còn tự nhiên mà bị như này thì cực kỳ là khó luôn. Ốc cũng không thấy luôn, không biết là thợ trước nào thay mà chắc quên một ốc. Mà bây giờ mình sẽ tháo ra, 6 Bluetooth thì không phải tháo chân pin nhé. Mình chỉ tháo chân màn ra là mình cạy được cái màn hình, không, cũng không phải tắt nguồn luôn các bạn. Và đây là màn mới nhé. Màn mới như này thì mình sẽ là tiến hành là lắp ráp vào. Lắp vào test thử xem như thế nào nhé. Đây, màn lên là rất đẹp. Mật khẩu quên, mình không có mật khẩu. Mình đang quên rồi, không quên không hỏi mật khẩu. Hiển thị là ok rồi. Và mình tí nữa khách đến thì mình hỏi thì mật khẩu sau. Bây giờ mình sẽ lắp sơ cua vào. Thay này chắc là cũng màn này chắc bị thay một lần rồi các bạn ạ. Đây, màn được khách thay một lần, mình sẽ tạm thời bỏ ra đây. Và mình sẽ tiến hành lắp ráp màn mới cho các bạn xem. Các bạn xem video này các bạn thấy không phải đơn giản các bạn nhé. Mình ít nhất phải có học qua loa rồi từ việc tháo máy ra thay màn, các bạn không tự thay đâu. Trông thì thôi nhưng mà lúc nhìn thế này cảm giác các bạn dễ thôi, nhưng mà lúc đi theo vào thực tế các bạn cực kỳ là rất rút tay đấy. Thì vì con máy mấy triệu của mình không tự làm đấy các bạn ạ. Mình sẽ vặn hôm vào trước. Alo, ai vừa gọi mình đi nhỉ? Sáu là cái S6 được. Tối nay em có ít hàng về đấy,
xong thì tối nay lên, tối nay em lên video hàng về, em lên video đấy. Gì nhở? Được cái nào thì anh chốt em nhé. Chắc là tầm 9 giờ thôi, hôm nay em sẽ lên sớm. Và cái gì nhỉ? Cái máy gì anh? À, cái dòng iPhone á. iPhone bị sao anh? Thì mất đi cái lâu, nói chung là mất đi cái lâu không mà vô vẫn tải game cổ không được đó. Tải game thì vẫn được thoải mái anh. Tải game, vâng, tải game thì vẫn thoải mái mà, tải ứng dụng thì vẫn thoải mái. Và mấy em còn không á? À, con đấy em bán rồi. Ok anh nhé. Đấy, bây giờ mình lắp đồ xong rồi mình sẽ tiến hành ráp vào mày. Cái này ráp sau cùng nó dễ. Thì màn lô thì 2.2 cáp ở trước này. Cáp này cáp ứng hiển thị này, cáp trong cáp ứng và sẽ tiến hành là cáp loa. Và đây là cáp vân tay. Và đây thì mình sẽ tiến hành để vặn cái ốc lồng này mà. Chỉ kiếm hai nốt và vặn vào đây cho khách. Đây, mình đã tiến hành, mình bây giờ mình đã thay thế và hoàn thiện chiếc thay màn chiếc iPhone 6 Plus thành công nhé. Thì các bạn xem thấy cái mình hay, các bạn thì đăng ký kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.